Hôm nay những đức làm những công đoạn này thu âm thu hình cho các cụ trong chùa. Những đức mong rằng những đoạn thu âm thu hình này con cháu các cụ ở nhà cũng được coi và thấy cha mẹ của mình nhờ niệm Phật mà được khỏe, được vui gì. Các con cháu tròn tâm nguyện cho ông bà cha mẹ khi các cụ ở trong chùa niệm Phật tu hành. Sau này cụ trăm tuổi già, mình đi vào trong đây mình nghe lời quý thầy niệm Phật cho ông bà cha mẹ mình, rồi mằng tần hay là đám giỗ đồ, mình đều ở nhà làm đồ chay. Tại vì ông bà cha mẹ của mình là biết niệm Phật ăn chay, phóng sanh, rồi biết tu nhân tích đức, thì mình là con cháu thì thương ông bà cha mẹ nên tròn tâm nguyện cho ông bà cha mẹ phải làm những cái phước thiện, chứ không có tạo cái nghiệp chướng để làm khổ ông bà cha mẹ. Và mình tròn tâm nguyện của ông bà cha mẹ đó là khi ông cụ bà cụ ở đây mà trăm tuổi già, mình vô đây mình niệm Phật, nghe lời quý thầy. Và cái tâm cảm ơn rất là lớn vì ông bà cha mẹ mình được ở trong chùa, được bình yên niệm Phật ở đây. Qua những công đoạn này giống như những cái lời nói của các cụ khi bây giờ còn sống, tuổi già mà có khi sống nay chết mai, nên những đức làm những công đoạn này đó là như là kỷ niệm các cụ được ở trong chùa niệm Phật. Sau này khi các cụ mất đi cũng còn những công đoạn này để lại cho con cháu và mọi người khắp nơi được nghe, được coi, rồi khoác lên cái tính tâm niệm Phật. Hoặc là các cụ khắp nơi nơi có một nơi để nương tựa, trở về chùa mình để ở đây tu hành. Những đức rất là vui khi mình được lo cho các cụ niệm Phật, như những đức mất cha mẹ được cái duyên lo cho các cụ, mình rất là mừng mà thấy cuộc đời mình sống rất là có ý nghĩa. Và thường khuyên đại chúng trong chùa, quý thầy quý cô quý chú cùng chung tay những đức để nuôi các cụ già. Cuộc đời mình cả đời mà làm được điều này là ý nghĩa lắm. Mong mà đại chúng khắp nơi nơi khi coi, quý vị cho cha mẹ mình coi, để cho cha mẹ của mình thấy những người già ở đây niệm Phật mà họ sẽ niệm Phật theo. Hay như là Phật, bây giờ đầu tiên như Đức hỏi cụ này, bà hôm nay nhiêu tuổi rồi cụ? Hôm nay con 90. 90 tuổi? 90 tuổi. Vì thấy 90 tuổi, một người già 90 tuổi, khỏe mạnh. Thấy không? Các bà chào mọi người nghe. Nó rất là vui vẻ. Bà sống ở đây, bà có an lạc, bà vui không? A Di Đà Phật, con sống ở đây trước con ở ngoài đời là con rất khổ, khổ là vì như mà vì đông con, bố đi công tác ở nhà, mẹ chỉ tàn tạo để nuôi 8 đứa con, trẻ nó lên người hết. Trời, con được vào chùa đi tu, con rất phấn khởi mà con rất có một cái rất là vui. Rồi bây giờ bà ở đây bà niệm Phật, bà quyết tâm bà niệm Phật để cuối cuộc đời của bà đi đâu? A Di Đà Phật, con vô đây để con niệm Phật, để con cầu sanh cực lạc, để quyết một đời này con sẽ vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc với Phật A Di Đà. Còn không còn con đường nào con chọn nữa mà con chỉ chọn cái con đường này. Bây giờ thí dụ như bà niệm Phật mà có người khuyên bà về cõi trời, bà có gì không? Không. Còn con niệm Phật là con phải về với Phật chứ. Vì với Phật thôi. Về với Phật. Đúng không? Dạ. Quyết tâm luôn. Quyết tâm luôn, chỉ có một đời này chứ không có để đời sau. Bây giờ những đứa hỏi bà thí dụ như bà đây mà niệm Phật mà bà gặp những chuyện mà không phải, không vừa lòng, không vừa ý, bà có để trong tâm không? Không, con vứt ra một bên. Chỉ niệm Phật thôi. Chỉ niệm Phật không, để cầu sanh cực lạc. Mà từ khi niệm Phật tới giờ là hiền luôn đúng không? Dạ. Cái miệng lo niệm Phật chứ đâu có nói chuyện gì của ai không? Kệ, ai làm gì muốn làm, ai muốn chửi con thì chửi, ai chửi mãi chán không chửi nơi thôi. Chỉ còn con không có nói. Cái niệm Phật thôi. Chỉ có niệm đúng Phật. Đúng không? Đúng. Nói, chứ ngoài đời mà ai mà chửi mình làm chửi lại liền đúng không? Không, cũng có cách mà chửi chứ. Ngoài đời thì nó nào, ngoài đời thì cũng chưa thấy bỏ được. Đúng không? Nhưng mà vô đây bây giờ lo niệm Phật thôi. Dạ. Bây giờ thì bà có vài lời khuyên gia đình, dạ, con cháu. Bây giờ bà cụ đang ở trong chùa niệm Phật. Dạ. Rất là vui, rất là an lạc. Dạ. Bà có vài lời gì, như vài lời này giống như di chúc đi. Để lại cho tất cả các con, các cháu nhà mình và tất cả những người coi qua công đoạn này, cái sự lợi ích khi bà niệm Phật ở đây, bà vui và bà khuyên con cháu bà niệm Phật sao, bà nói vài lời. A Di Đà Phật, con vào chùa 7 năm thì con cũng vào chùa thì con nó cũng có một khi vui cũng có khi buồn, nhưng mà con chia sẻ hết với con cũng là mẹ đã xác định mẹ đi vào chùa để mẹ tu, để mẹ
cầu sanh cực lạc cái về với cực lạc với bố con, bởi vì bố con đã về cực lạc rồi, đã nói với cô con gái đi tu 30 năm là nói là bố đã về cực lạc rồi, 17 năm rồi, thì con nhắc nhở mẹ con niệm Phật đi để về một cái thế giới an lành với bố. Rồi bây giờ bà khuyên tất cả mọi người, tôi thì 90 tuổi mà niệm Phật là khỏe cái gì, bà khỏe không? Dạ, con thì không khỏe, khỏe. Rồi khỏe. Bây giờ bà khuyên mọi người cùng niệm Phật với bà, bây giờ đó bà niệm Phật cho họ niệm với bà coi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm thêm vài câu nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi bà mong tất cả mọi người cùng niệm Phật để về thế giới cực lạc với bà không? Có. Con mong tất cả mọi người cùng như con để niệm Phật để ta về thế giới Tây phương cực lạc với Phật A Di Đà. Chỉ có Phật A Di Đà thì mới đón được mình. Chứ còn ngoài ra là bất cứ người nào đó cũng không có đi. Chứ Phật A Di Đà rước mới đi, chứ Phật ai bất cứ ai rước cũng không đi. Quý vị thấy 90 tuổi đấy. 90 tuổi mà sắc diện đồ đẹp hồng hào. Nhìn không nghĩ là 90 tuổi đâu. Tưởng đâu 200 tuổi không? Vì thấy rằng đúng là cái công đức niệm Phật, nhà đức mới công nhận là thù thắng. 90 tuổi quý vị thấy sắc diện chưa? Sắc diện mà da mặt hồng hào quý vị thấy chưa? Đội nón mà giống như pháp sư vậy. Thấy không? Nên mong đại chúng mà coi cái đội này là chắc chắn quý vị sẽ vui, mà mình cũng sẽ thích niệm Phật. Rồi những đức nguyện tam bảo gia hộ cho bà cụ. Cụ khỏe và cụ cố gắng niệm Phật. Như cái tâm nguyện của bà, chỉ có Phật hay là rước mới đi thôi. Thấy không? Rồi khi cuối cuộc đời bà mà đưa vô vòng mộ niệm á, những đức vô mà niệm Phật mấy câu thôi là bà nghe cái là bà chớp theo, bà niệm theo liền. Dạ. Là Phật ai là rước và bà đi theo với Phật liền, nghe không? Dạ. Rồi, là Phật. Là Phật. Là Phật. Rồi, được rồi đó. Bà cụ năm nay bà nhiêu tuổi rồi cụ? A Di Đà Phật, con 67 ạ. 67? Dạ. 67 tuổi. Bà vô đây bà tu được mấy năm rồi? Con ở đây được 6 năm rồi thầy. Bà cụ ở đây tu được 6 năm rồi. Trong thời gian 6 năm bà cụ tu ở đây, bà vui nhiều, có buồn phiền gì không? À, gì là Phật không. Vui không phải không? Bà vui. Vui. Tu rất là an lạc. Rồi ở đây, bà ở đây có ai ăn hiếp bà không? Không. Không phải không? Không. Cái này nó thật, mình hỏi. Nó không, nó không có đâu thầy ạ. Rồi bây giờ... bà cụ hiện tại bà niệm Phật và quyết định khi cuối cuộc đời bà đi về đâu? A Di Đà Phật, con niệm Phật cuối đời con quyết chí vãng sanh về Tây phương cực lạc. Quyết tâm luôn. A Di Đà Phật. Chỉ có một con đường đi là về cực lạc thôi phải không? A Di Đà Phật. Rồi bà cụ còn con cháu gì ở nhà không? Có. Có. Bây giờ bà cụ ở đây bà niệm Phật bà vui gì? Bà có vài lời bà khuyên khi con cháu của bà coi được những công đoạn này, bà khuyên nó niệm Phật vài câu, nói ít mấy câu thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nghĩa là ý bà là khuyên nó niệm Phật thôi, thấy không? Chỉ có niệm Phật mới giải quyết được vấn đề khổ đau trong cuộc đời này, đúng không? Đó. Rồi bà cụ mỗi ngày bà cụ niệm Phật, bà cụ ăn ngon ngủ yên không? Ngủ ngon thầy ạ. Ngủ ngon. Ăn ngon, ngủ ngon. Ăn ngon. Dạ. Ăn gì là ngon, ngủ ngon. Không mà mấy bà cụ có niệm Phật thấy bà có duyên nha. Quý vị công chúng khắp nên coi bị thấy rõ ràng. Mấy bà cụ, đâu bà cười đấy nè. Thấy chưa? Thầy ơi, hết răng rồi. Nó, dù là còn cái răng nào nó có duyên. Bà biết rằng á, mình niệm Phật mà răng nó đụng hết trơn có nghĩa là từ già nó thành trẻ. Bà thấy mới đẻ ra có cái răng nào đâu. Đúng không? Nên từ nơi đó mà Nhân Đức từng nói rằng mấy bà cụ trong chùa mình á, tuy là bà đụng răng hết nhưng mà ăn đồ cứng được. Đúng là rõ ràng niệm Phật giống như nó luyện được một bộ núm kim can. Thấy không? Nên từ nơi đó mà rất là an lạc, rất là vui. Quý vị biết rằng cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà là danh hiệu một vị Phật hoan hỷ vui vẻ. Nên tất cả người già hay trẻ gì niệm là vui vẻ an lạc. Thấy không? Nên bà niệm mà ăn ngon ngủ yên, đúng không? A Di Đà Phật. Rồi giờ bà còn buồn giận ai cái chuyện gì để trong tâm không? Còn không có gì thầy ạ. Không có buồn giận ai để trong tâm, đúng không? Không. Rồi bà còn tiền bạc gì chắc chữ để dành không? Còn không có xu nào hết. Bất cứ lúc nào Phật xuống nước là đi liền. Dạ.
Rồi, bà niệm về câu Phật hiệu kết duyên đại chúng coi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi chúng ta cùng vãng sanh về cực lạc. À, chúng ta cùng vãng sanh về Tây phương cực lạc. Đúng rồi, đó. Vậy là được rồi, chúc cụ vui vẻ an lạc nha. A Di Đà Phật. Rồi. À, bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi cụ? Bà năm nay 76 tuổi. À, 76 tuổi bị nhìn. Rõ ràng bà cụ trẻ, 76 tuổi. À, mỗi ngày Đức thấy bà cụ này còn may đồ, đồ ngon lành. Thì nghĩa là mắt cũng còn sáng, lỗ tai nghe rõ. À, bà cụ ở đây ở niệm Phật được mấy năm rồi cụ? Có người đấy, 5 năm rồi. Mỗi ngày thầy lên đây giờ đến giờ. Ô, từ khi nhà Đức xuống đây tới giờ 7 năm rồi đó cụ. 7 năm rồi đó. Vậy là bà ở đây 7 năm chờ. Ừ. Rồi... cụ ở đây cụ niệm Phật 7 năm giờ. Những đức hỏi cụ là cụ ở đây cụ niệm Phật mục tiêu của cụ khi cuối cuộc đời là cụ hướng về đâu? Dạ, A Di Đà Phật, con thưa thầy, con mục tiêu của con là phấn đấu quyết chí một đời này để vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc. Cho nên con quyết chí lo tu hành, lo niệm Phật một ngày không có bỏ chút thời gian rảnh. Là con liền bấm số, rồi con lo niệm Phật, con tu cho con không rời bỏ một chút nào. À, cho nên con quyết chí để về cực lạc. À, A Di Đà Phật. Rồi bà bấm số niệm Phật sao, rồi bấm cái đại chúng ra coi ra. Con máy này, cầm máy lên. Con bấm sao, niệm con bấm số ra. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ừ. Được rồi đó, mấy bà cụ bà niệm Phật gì, mong mà đại chúng mấy bà cụ già khắp nơi coi cũng siêng năng niệm Phật nha. Rồi bà ở đây được hòa thượng ngày xây chùa mình được mình ở, và quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đồ lo cho mình. Bây giờ trong tâm tư của bà cụ, mình muốn trả ơn họ bằng cách nào để mà mình trả ơn được họ, đâu bà có thể nói cho những đức và đại chúng nghe thử cái sự trả ơn của bà như thế nào là đúng pháp. Dạ, A Di Đà Phật, con muốn trả ơn cho đại chúng và thầy hòa thượng cùng tất cả, thì con phải quyết tâm tu hành để niệm Phật cầu thánh về cực lạc. Nếu về được cực lạc đã, con mới được trả được ơn cho tất cả mọi người. Chứ nếu con mà hơi hợt không tu hành thì con không trả được ơn cho mọi người, thì con phải sinh tử trong luân hồi sáu nẻo, ba nẻo. Cho nên con phải quyết tâm. A Di Đà Phật. Các vị thấy mấy bà cụ trong chùa, bà nghe vậy đứng nói chuyện, cái điều mà bà nghĩ rằng bà trả ơn rất là hay nha. Thì rất là chấp nhận hồi nãy chưa? Có nghĩa là mình qua đây thu âm là một cách rất tự nhiên. Tự nhiên những đức qua đây thu âm cho các cụ, chứ không phải là mình đi chỉ dạy cụ nói cái gì mà chỉ mà nói cũng được. Nghĩa là tự nhiên bà mà bà mình hồi nãy giờ những đức hỏi nhiều bà cụ là thí dụ như đây hòa thượng xây chùa, rồi quý thầy, quý chú, quý cô đồ lo cho mình, rồi các cụ trả ơn sao, đều là một loạt các cụ đều nói một câu những đức rất chấp nhận, đó là niệm Phật để được giảng sanh về cực lạc để trả ơn. Đây đúng như lời của Bồ Tát Phổ Hiền dạy là y giáo tu hành cúng dường. Cúng dường này là cúng dường rất là xác thực. Rồi thêm một cái nữa, những đức rất là quý các cụ là tuy là sống với chị em đông đúc, người già nhiều, nhưng mà các cụ, mỗi người các cụ cũng biết nhẫn nhịn với nhau để sống. Vì quý vị biết người già sống nó không đơn giản, nhưng mà các cụ có thể sống chung với nhau, cũng có khi đụng chạm một chút, nhưng mà xong các cụ buông mất tiêu, không có ôm ấp trong lòng. Bây giờ những đức hỏi bà cụ là bà hiện tại bà đây bà niệm Phật, bà quyết tâm cầu sanh cực lạc, trong lòng bà hiện tại bà còn buồn giận ai mà bà để trong tâm không cùng? Dạ thưa thầy, con không, con tu thì cứ lo một mạch tu, còn ai nói gì thì mặc họ, cho con cũng không giận hờn ai hết, sống con không giận không hờn, không có để vào tâm. Cho nên quyết tâm niệm Phật, dạ, con thôi. Cứ quyết tâm niệm Phật để con giải thoát thôi. Ừ. Vì là con khổ nhiều quá rồi, con nhờ được biết được Phật pháp mà con vào nhờ thầy, nhờ hòa thượng nói chung ơn trên nhiều lắm. Ừ. Cho nên giờ con cũng quyết chí để tu hành, để cầu về cực lạc để mà trả ơn. Cho nếu con mà hời hợt là con không bỏ tâm vô tâm là không làm gì mà làm được, không làm gì mà quyết chí mà tu được.
Đó là hay. Giống như bây giờ khổ quá ngoài đời, bây giờ gặp được Phật Pháp. Bà cụ nói khổ quá ngoài đời, bây giờ gặp được Phật Pháp. Mà bây giờ vô đây mà còn hơn thua buồn giận làm gì. Thôi bây giờ chân thật niệm Phật thì ai ghét ai thương mặc kệ họ, còn mình thì cứ lo niệm Phật thôi. Chứ bây giờ khổ quá mà vô đây còn hơn thua còn chi, đúng không? Mà có gì đâu hơn thua, cũng cùng là cái nhân duyên đi tu chung nhau. Nên từ nơi đó bà nói thôi lo niệm Phật để cầu sanh cực lạc thôi. Không? Bà niệm vậy có Phật hiệu kết duyên đại chúng rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, bà bây giờ như Đức hỏi cụ anh nè, bà cụ còn con cháu gì nhà không? Dạ, con cháu thì cũng đông. Bây giờ bà có vài lời bà khuyên mấy đứa nó ở nhà khi coi được những công đoạn này, cố gắng các con niệm Phật. Bà nói vài câu đi. Dạ, A Di Đà Phật. Con thầy cho phép nói về cả con thì con cũng là chúc cả con và gia đình biết là niệm Phật, lo tu hành để cầu sanh về cực lạc để cho mẹ vui. Chỉ thế thôi, cho con vừa chuyện gì ngoài đời thì cũng nhiều lắm, nói thì không thể hết được. Cho nên thì chỉ khuyên nhau bỏ qua chuyện nặng nhẹ với họ cũng chẳng được làm được gì cái gì. Rồi nói cho húng rồi cũng chẳng làm được cái gì ai hết. Cho nên buông bỏ hết tất cả để mà tu hành, để sửa đổi những cái tính tình hư hỏng. Cho nên là nghe được lời thầy thì chấp nhận và thực hành A Di Đà Phật. Nên mấy bà cụ bà khuyên gia đình người thân, các con các cháu cố gắng niệm Phật. Dù là một câu này nói thôi nó cũng ý nghĩa lắm. Như cô giáo Lưu Tú Văn cô nói một câu, mẹ là người mẹ khờ, không có của cải gì để lại cho các con hết. Mẹ chỉ để lại cho các con một danh hiệu A Di Đà Phật. Con trai mẹ cũng để là một câu A Di Đà Phật, mà con gái mẹ cũng để một câu A Di Đà Phật, và cháu chắc cũng để là một câu A Di Đà Phật. Nếu các con các cháu của mẹ mà chịu tiếp nhận câu Phật hiệu này thì đây là báo Phật vô giá. Mà chính những đức niệm Phật, những đức thấy rõ ràng câu Phật hiệu này là báo Phật vô giá. Ha, các cụ vui cụ khỏe là nhờ niệm Phật mà ra, đúng không? Đó. Con như biết được Phật Pháp mà con quá sung sướng. Vô đây là nơi ăn chủ nữ con quá sung sướng. Chứ không phải như ở ngoài đời con cũng khổ nhiều lắm, vất vả lắm. Thì coi một giờ ngày sung sướng đúng không? Dạ, một ngày bán lương cho trời, bán mặt cho đất. Cho nên suốt ngày lắm lùi làm cực khổ vất vả thân. Nhưng mà giờ đây biết được Phật Pháp mà vô đây nhờ ơn Hòa Thượng, ơn Thầy, ơn tất cả mọi người, rồi con giờ quá sung sướng rồi. Ngày ba bữa có người lo cho ăn, rồi ăn rồi chỉ có lo niệm Phật, rồi quét rác rồi buổi sáng tranh thủ tí rồi là về lo niệm Phật rồi nghỉ ngơi rồi đi tu. À, con rất sung sướng quá. Bây giờ bà cuối cuộc đời bà đâu cần lo tiền dưỡng già dưỡng bệnh hay gì đâu, đúng không? Con lo hết rồi. Dạ, con không có dự lo cái gì nữa hết cả. Con quá sung sướng rồi, con ơi thật với thầy, con quá sung sướng rồi. Giờ con vô lấy đi chỉ có lo niệm Phật để lo tu hành để con về được cực lạc là con sướng nhất trên đời, chứ còn chi hơn nữa hết. Rất là có ý nghĩa. Nên mong những công đoạn này, những đức sắp xếp những công đoạn này, mong các cụ già khắp nơi nơi có thể coi được các cụ. Nếu chưa đi đến đây được thì siêng năng niệm Phật ở nhà. Còn nếu có dịp các cụ nên đi đến đây, mình nương vào cửa chùa để khi cuối cuộc đời của mình mà nó bình yên niệm Phật, khi thọ mạng đến Phật A Di Đà rước mình về thế giới cực lạc. Đó là những cái thông điệp mà gửi đến cho đại chúng. Dù người trẻ hay người già gì cũng phải cố gắng niệm Phật. Như các cụ đây, có những cụ như bà cụ này 90 tuổi, bà cụ này nãy bà nói 8 mấy phải không? 76 tuổi mà cũng rất là tỉnh táo sáng suốt. Đó là nhờ công đức niệm Phật. Nên chúc toàn thể đại chúng luôn luôn an lạc và tinh tấn niệm Phật. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau thế giới cực lạc nghe cụ. A Di Đà Phật. Bà cụ, bà vô chùa ở lâu chưa cụ? Dạ, con thưa thầy, trước khi con chào thầy là con từ ngày con xuất nhà thế tục là con phát tâm con về chùa con tu, là con phát một lời nguyện, một là một dạ chí thành, con quyết chí đời này con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, con về với Phật A Di Đà Phật đánh rước con mới đây chứ ngoài ra rước con không đây, A Di Đà Phật. Rồi bà cụ ở đây
bà niệm Phật á, bà quyết tâm bà giảng sanh về cực lạc vậy á, bây giờ những đức hỏi bà cụ là bà còn cái gì lưu luyến ở cái cuộc đời này, còn tiền bạc hay là còn đồ đạc gì mà bà còn dính mắc không, hay là bà đã buông được hết rồi? Dạ không, con ngoài ra con không có nhà, có cửa đất ruộng tiền bạc gì hết. Con chỉ có thân không, mấy đứa con, mấy đứa cháu bây giờ nó không lớn hết rồi. Con buông nó hết rồi, bây giờ để con về chùa con tu. Con phớt nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con về với Phật A-di-đà thôi. Dạ, A-di-đà Phật. Rồi những đứa hỏi bà cụ là từ khi mà bà cụ vô đây tu tới bây giờ bà vui nhiều hay có buồn phiền gì không? Dạ khi con ở nhà thì con buồn phiền lắm, nhưng mà con bước chân về chùa con tu rồi, con coi như thoải mái tâm lòng của con. Con không còn buồn phiền gì nữa. Hồi kia nước mắt con nó chảy hoài, mà bây giờ dạ, mà bây giờ con về chùa con tu là coi như nước mắt con nó cầm lại không chảy nữa. Con rất là vui, con rất là mừng. Con nay con về chùa đây con tu thì con trước nhất là con cảm ơn Hòa Thượng xây nhà xây chùa cho con ở. Sau nữa là con cảm ơn thầy, thầy đã lo miếng ăn miếng uống, quần cái quần cái áo từ đến giấy cái gì thầy cũng lo đầy đủ hết. Con rất là cảm ơn thầy, con vui mừng lắm. Và bây giờ chỉ con quyết chí, con niệm Phật, con cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Con không còn suy nghĩ gì nữa hết, con buông hết rồi. Dạ A Di Đà Phật. Rồi bất cứ lúc nào Phật xuống nước là đi theo Phật liền ha? Dạ A Di Đà Phật. Phật dạ, đánh là con đi liền, con không một chút, một phút, một giây con không còn ở đâu, còn dính cái gì dạ, đâu mà mình không biết. Dạ Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ chỉ về Phật thôi. Mà bà năm nay nhiêu tuổi rồi cụ? Dạ, con năm nay 71 tuổi rồi thầy. 71 tuổi rồi, vì thấy các cụ trong chùa mình phần nhiều lớn tuổi, mà đông người lớn tuổi như vậy mà các cụ sống khỏe. Những đức tin cái công đức niệm Phật này là thù thắng lắm. Bây giờ bà thấy niệm Phật thù thắng lợi ích như vậy, bà có vài lời gì bà phiên từ con cháu gia đình và cho tới mọi người để cùng niệm Phật không? Dạ. A Di Đà Phật. Trước khi con có một lời, con cầu nguyện cho các con của con ở nhà cố gắng nghe cái thấy được bộ phim này để mà học theo lời mẹ dạy, thầy dạy, mẹ dạy, để mà cố gắng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng có sát sanh sát hại sinh vật nữa, để mà một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cho nó hết khổ. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ như đức hỏi bà cụ, khi mà bà cụ trăm tuổi già bà cụ mất đi á, thì ví dụ như con cháu đi vô đây hoặc là mặn từng hay là đám dỗ bà cụ, là con cháu nên làm chay hay làm mặn? Đâu bà nói vài câu. Dạ, con A Di Đà Phật, con cầu nguyện cho các con ở nhà nếu mẹ có chết đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, con ở nhà cố gắng vô đây niệm Phật cho mẹ và cúng dỗ, cúng đồ chay, không được cúng mặn. Cho nên là cái đó là cái đặc biệt nhất. Cuộc đời của mẹ có bấy nhiêu, mẹ không có cái gì để lại cho các con hết. Mẹ chỉ để một câu A Di Đà Phật, ta nam nữ gì cũng vậy, trai gái gì cũng vậy hết, để lại một câu A Di Đà Phật, cái đó là quý giá nhất trên đời này. A Di Đà Phật. Yeah. Cụ nói chuyện rất là hay. Những đức nguyện tam bảo gia hộ cho bà cụ siêng năng tinh tấn niệm Phật, và giống như một cái thông điệp để gửi cho tất cả các cụ khắp nơi nơi cùng niệm Phật với các cụ, để đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nghe cụ. A Di Đà Phật. Chào cụ. Cụ năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 59 tuổi rồi. Cụ này cũng trẻ, 59 tuổi. Nhưng đức thấy như hai cái chân cụ có tật hả ta? Dạ có một chân hả thầy, một chân có tật. Không. Mà có tật từ khi còn nhỏ thế gì? Dạ từ khi còn nhỏ thầy. Rồi mình thấy cái thân này nó khổ như gì, bây giờ mình vô đây mình niệm Phật mỗi ngày, nghe những đức chia sẻ pháp môn niệm Phật, nói về nhân quả, bây giờ cái chân bà có tật gì trong lòng bà thấy, mình thấy mình có bất hạnh, mình buồn gì với cái số phận mình không? Dạ trước kia cũng có thầy, trước kia cũng có, con khóc nhiều lắm, nhưng mà từ khi vô đây thầy giảng thì con cũng có cái giảm bớt, bớt buồn bớt khóc. Cỡ mở rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mỗi ngày bà niệm Phật gì, mục tiêu của bà là để đi về đâu? Dạ thưa thầy,
mỗi ngày con niệm Phật, con cầu phận sanh đi giờ Tây Phương Cực Lạc thầy. Ừ. Dù bây giờ mới có 59 tuổi nhưng mà nếu Phật ai là xuống rước rồi bà đi theo Phật liền hay là bà còn chần chừ gì ở đây không? Dạ không thưa thầy, ngày con cũng niệm Phật, con cũng hướng giờ Tây Phương Cực Lạc, không còn gì ở đây nữa hết thầy. À, không còn lưu luyến gì đây nữa. Dạ. Không? Dạ. Rồi bây giờ bà niệm Phật bà nghe những đức giảng, rồi bây giờ cái chân tật nguyền đi ẹo này mà cái chân tật nhiều lắm với Phật tử. Nhưng mà bây giờ không còn buồn nữa đúng không? Hiểu nhân quả. Dạ, vui dạ. Trả nợ phước cho đòn. Dạ. Đúng không? Dạ. Tại vì vui trả nợ thì cái tâm trạng của mình nó sẽ thoải mái. Còn nếu như mà mình nhìn thấy mình xấu số hoặc là mình khổ thì mình càng thấy gì mình càng khổ thêm đúng không? À, nó, dạ, nên dạ, bây giờ cần. Nhưng mà bà cụ công nhận là mình chỉ có gì cực lạc mới hết khổ đúng không? À, dạ vâng, con giờ cực lạc mới hết bây khổ. Giờ bà vô đây bà niệm Phật á, bà vui nhiều không? Dạ con cũng vui nhiều. Vui nhiều thấy không? Dạ. Rồi bà hiện tại trong lòng bà còn buồn ai không? Dạ không, con không còn buồn ai nữa hết. Thấy không? Dạ. Rồi bây giờ bà niệm Phật bà được lợi ích gì? Bà có vài câu gì mà bà nêu lên cho mọi người để mà mọi người cùng niệm Phật với bà không? Dạ hả? Thưa thầy, gia đình con thì chưa biết Phật Pháp nhưng mà con cũng nêu lên đó, cho các Phật tử từ xa đến gần đó, họ nghe. Chúng con như vậy họ cũng biết Phật Pháp với họ tu. Và con cũng mong muốn họ, con cũng mong muốn về Tây Phương Cực Lạc. Con cũng mong muốn cho họ cũng về Tây Phương Cực Lạc như con. À, là niệm dạ. Phật. Dạ, niệm Phật về Tây Phương bà, Cực Lạc. Bà thấy từ khi mà gặp Pháp Môn Tịnh Độ niệm Phật tới giờ là bà thấy lợi ích quá lớn không? Dạ, con thấy lợi ích quá lớn thầy. Nhiều lúc con niệm Phật ở trên chánh điện mà con gặp nhiều cái, con rất mừng thầy ơi. À, rất là vui ha. Dạ. Rồi bà thấy rằng là cuộc đời có thân người này mà mình được gặp Phật Pháp, mình biết niệm Phật là bà thấy quá ý nghĩa đúng không? Dạ, con thấy nhiều lúc quá ý nghĩa. Ý nghĩa đúng không? Dạ, quá dạ, ý nghĩa. Dạ. Đó, rồi mỗi ngày á, bà ở đây, bà niệm Phật mà những đức lo, trong lòng thấy những đức lo vậy, mình thấy trong lòng mình thấy vừa lòng không hay có cái gì không vui không? Dạ không thưa thầy, con cũng cảm ơn thầy nhiều. Tại vì không ở đâu hết chỉ cho có thầy thì cao quý nhất lo cho con thôi, chứ còn như con ở nhà thì chắc cũng không ai lo cho con, tự thân con lo thôi. Nhưng mà con vô đây nhiều lúc con gặp mọi thầy muốn cảm ơn thầy lo cho con và dạy dỗ cho con chừng ly chừng tí, con cũng biết cảm ơn thầy. Nhưng mà nhiều lúc con cũng muốn nói nhưng mà thôi. À, nhiều khi gặp cái những đi nhanh nó đi theo không kịp thấy không? Thôi giờ bà cố gắng bà niệm Phật ha. Bây giờ muốn trả ơn hòa thượng, trả ơn quý thầy quý cô, thì bây giờ mình niệm Phật về cực lạc là trả ơn nha. Rồi chúc bà cụ an lạc nghe không? Dạ, rồi bà niệm vậy con Phật hiểu kết duyên đại chúng thôi. Dạ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À rồi vậy là được rồi. Nên bà cô thì bà có tật nhưng mà cũng còn đi được, tự lo cá nhân cho mình. Tuy có tật vậy mà xuống dưới nhà bếp cắt rau lặt rau rồi cũng làm rất là siêng năng, rồi ở trong chùa niệm Phật. Bà nói rằng lúc trước khi mà chưa nghe Phật Pháp thì cũng buồn cái số phận của mình, tại sao mình tật nguyền, mình khổ cái gì. Nhưng mà từ khi nghe Phật Pháp tới giờ thì bà cụ bà hiểu nhân quả, bà thông cái tâm bà, không còn buồn nữa, nên là rất là vui. Thấy không? Ở nhà thì khóc nhiều, bà nói ở nhà khóc nhiều, nhưng mà từ khi vô đây tới giờ không còn khóc nữa. Rồi được sống với mẹ kế nữa, bà nói sống với mẹ kế nữa rất là khổ. Nên bây giờ từ khi vô đây tới giờ là thôi thấy là đặc biệt rồi. Thôi giờ chúc cụ an lạc, tinh tấn niệm Phật, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc mới hết khổ nha. Rồi ai với đạo Phật. Như Đức chào cụ. Bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Đức, con năm nay là 80. 80 tuổi. Những Đức những Đức mong mình sau này mà tuổi như các cụ mà được khỏe như các cụ vậy. Những Đức thấy các cụ mình rất là khỏe. Rồi những Đức hỏi cụ là cụ mỗi ngày ở đây niệm Phật cụ vui vẻ ăn uống ngon miệng không? Dạ theo với lại ý con thì con nhờ con được tất cả con vào đây là may mắn cho con, mà con được nhờ nhất là thầy Đức, sau là tất cả các thầy các cô các chú là dẫn dắt con vào đây, con tu rất là an lạc. Ăn uống ngon miệng và ngủ ngon không? Con ngủ được và con thấy rất là tự hào, con sẽ được gặp rất là vui lúc nào con cũng vui, mà lúc nào con cũng niệm Phật, đi đâu con niệm Phật.
đi quét rác con niệm Phật. A Di Đà Phật. Mà từ ngày như ý vào đây như vậy là 4 năm con không bỏ một pháp nào và một niệm Phật nào ở trên chánh điện. Và thờ tu nào cũng lên đều. Thời nó con vâng. Vâng, con nào con cũng đi. Không có bỏ một biến nào cả. Đấy. Thế mà cái lớp mà con bị đột quỵ đấy là áp huyết con lên như thế là 226 độ. À. Trời ơi nó nóng nó giật nên con không chịu được. Thế con nghỉ mất một buổi sáng. Xong con cứ năn bóng ở đây này con xin là con gì A Di Đà Phật, Phật cho con đi tu, con ở nhà con chán lắm. Thế nè, con nghỉ mất buổi sáng, xong đến lúc thì là con tỉnh, con khỏe thì là con đi ăn cơm năm ngoái đấy, tháng 2 năm ngoái. Con đi ăn cơm thì con không ăn được, nó cứ nôn ra, uống nước cũng cứ nôn ra. Vậy thì con cứ là một mạnh là xin Phật là cho con đi tu. Thế là con khỏe là con lại nên tu 4 thời đều. Đấy. Vâng, A Di Đà Phật. Thế là con như trước ở nhà là con tê tua luôn. Đau tay này, đau cổ này, đau lưng này, rồi xương sống là gồ này. Đấy, thế bây giờ con khỏe chưa? Bây giờ con khỏe lắm, con vào đây con thấy rất khỏe. Mà mỗi ngày bà lấy Phật đều không? Vâng, con đều lắm mà con không bỏ một quyển nào đâu ạ. A Di Đà Phật. Một ngày tu 4 thời không? Vâng, A Di Đà Phật. 4 thời luôn. Vâng. Con nhận hay. Đấy, thế mà con cảm thấy là con rất có duyên với ở phần mới ở đây. Tại vì con tu được, con vào đây con thấy rất vui, con tu được. Đấy. Rồi bây giờ những đứa hỏi bà cụ là bây giờ bà niệm Phật là mục tiêu bà đi về đâu? Con đi về cực lạc, con về với Phật. Quyết tâm về vâng, quyết tâm về với cực lạc ở dưới cực lạc về với Phật. Rồi bây giờ nè, bà quyết tâm bà về thế giới cực lạc vậy thì hiện tại bà ở đây với các chị em á, bà hiện tại bà còn buồn giận ai để trong tâm không? Con không bao giờ buồn, không bao giờ giận ai cả, mà con chả cãi nhau với ai cả. Rồi, chỉ có người ta tức với con thì người ta cứ bỏ người ta đi hoặc là con bỏ con đi thế thôi. Mình lo đi niệm Phật phải không? Đúng rồi. Nhiều khi về đây mà nó không vừa ý thì con lại đi niệm Phật. Thế. Rồi, đi niệm Phật không? Vâng, ai đi đọc chắc là hay nè. Quý vị cứ nghĩ đi. Không vừa lòng không vừa ý thì thôi đi niệm Phật. Vâng. Chứ không vừa lòng không vừa ý mà ở đó cứ lộn thì không niệm Phật được mà nó xảy ra nhiều vấn đề. Vâng. Thấy không? Nên đây là một cái thông điệp mà bà cụ bất gỡ cho mọi người. Phật tử khắp nơi không vừa ý không vừa lòng thì niệm Phật đi, vừa ý vừa lòng cũng niệm Phật luôn. Tại vì khi vừa ý vừa lòng mình niệm Phật thì khi không vừa ý không vừa lòng thì mới có đủ cái lực để vượt qua. Còn nếu vừa ý vừa lòng mà không niệm Phật thì khi mà đụng cái chuyện không vừa lòng không vừa ý là mình không thể nào mà mình vượt qua được đâu. Hà Phật tử phải nhớ, nên mấy bà cụ rõ ràng đây xác thực á, bản niệm Phật nó được cái lợi ích, nên rồi quyết tâm niệm Phật giảng sanh. Thêm cái nữa là đây những đứa khuôn mấy bà cụ là bà không có củ cải vật chất gì giữ gìn. Nên khi mà mấy bà cụ đi là mấy bà cụ rất là nhẹ nhàng đi. Nó không có cái gì lôi kéo lại. Thí dụ như ở đây những đứa mà không cho này không cho cái kia ràng buộc các cụ nhiều thứ á. Các cụ có buồn như đứa không? Không ạ, con không bao giờ buồn. Mà con thấy rất là vui bởi vì là con hiểu mà. Con đã hiểu, con vào đây, con trước con cũng ở nhà rồi. Nhưng mà con có đau đắng tua tia không khổ. Bây giờ con vào đây con cảm thấy rất là vui, rất là hài hòa. Còn lúc nào con cũng niệm Phật. Thế mà con cứ lúc nào mà buồn chán cái gì không nghĩ tới là con nắng nặng là con đi lên niệm Phật luôn. À, hay ghê. Bởi vì rõ ràng đây mình khi mình nói chuyện các cụ mình mới thấy rằng là cái lợi ích khi mà các cụ già được ở trong đạo tràng niệm Phật mà cái đại chúng này đúng là đức chúng như biển cả mênh mông. Ví dụ như ở nhà một mình khi mình niệm Phật nó cũng không có niệm được nhiều, mà vô đây nhờ đại chúng niệm nên các cụ niệm theo. Mà nhiều người vui thì tự nhiên làm cho mình cũng vui theo. Chứ mình không có cái kiểu như một mình cô đơn quạnh quẻ buồn. Nên là nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả các cụ khắp nơi nơi nghe được pháp môn niệm Phật. Rồi các cụ siêng năng niệm Phật. Rồi đủ nhân duyên để các cụ vô chùa để ở niệm Phật. Sống cùng những người già như những người cùng nhân duyên để cùng tu, cùng đồng hành để về thế giới cực lạc. Khi cuối cuộc đời của mình thì Phật A Di Đà rước mình. Và chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha các cụ. Những đức chúc các cụ an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.